Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh Vũ Mỹ Nhạy VIP. Ngày hôm nay shop trân trọng giới thiệu tới các bác một tuyệt phẩm. Đó là pho tượng ông Thọ Đào, được chế tác từ chất liệu gỗ nu sụ chắc Gia Lai quý hiếm. Tuyệt phẩm này được nghệ nhân top 1 của shop chế tác thủ công, bắt dáng theo thế tự nhiên của gỗ rất độc đáo. Tuyệt phẩm có chiều cao là 46, chiều ngang 23 và chiều sâu là 16, liền khối 100%. Và ngay bây giờ xin mời các bác cùng ngắm chi tiết tuyệt phẩm tượng ông Thọ Đào gỗ nu sụn chắc Gia Lai quý hiếm, rất nghệ thuật và độc đáo. Tượng ông Thọ Đào được nghệ nhân tạo hình với thế đứng lưng hơi khom. Tay trái ông đỡ trái đảo tiên. Còn tay phải ông chống gậy đầu rồng, có treo bình hồ lô chứa tiên đơn. Đặc biệt diện của ông được đục gọt vô cùng kỹ, với trán hoái rô cao hình quả đào. Cặp lông mày, bộ râu dài được tách tỉa rất kỹ, rất tinh tế. Miệng ông nở nụ cười ấm áp, toát lên thần thái phúc hậu rất tuyệt vời. Đây là linh vật rơi đang bay đậu trên vai trái của ông. Bên dưới là linh thú hươu sao, cũng được đục gọt rất kỹ, rất sinh động. Đặc biệt áo của ông Thọ được tạo hình hóa vào phần da gỗ tự nhiên của gỗ chắc, với các mắt u nu sụ rất độc đáo, rất nghệ thuật, rất tuyệt vời. Tượng ông Thọ Đào là vật phẩm phong thủy vốn đã rất quen thuộc trong đời sống tâm linh của người Việt chúng ta. Ông Thọ tượng trưng cho sự trường thọ, ông mang đến cho gia chủ sức khỏe, sống lâu để hưởng phúc. Hình ảnh ông Thọ thường được gắn liền với trái đào tiên. Loài rơi còn được gọi là phúc thử, vì chữ rơi trong tiếng Hán đồng âm với chữ phúc trong phúc lộc. Trong phong thủy, tượng rơi là biểu trưng cho sự may mắn, tiền tài. Hình ảnh con rơi dang rộng đôi cánh mang ý nghĩa dẫn phúc, chiêu tài lộc. Trong tiếng Hán, từ hươu đọc là lộc, đồng âm với từ lộc, nghĩa là có lộc. Bởi vậy, hươu được cho là biểu tượng của sự sung túc, thịnh vượng, an khang, tài lộc dồi dào. Tượng ông Thọ Đào kết hợp cùng rơi và hươu mang ý nghĩa đầy đủ là phúc lộc thọ. Vào dịp Tết đầu năm mới, con cháu cũng thường dâng tặng ông bà cha mẹ tượng ông Thọ Đào để mừng tuổi và mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người thân yêu của mình. Với tuyệt phẩm trên, các bác nên đặt ở vị trí trang trọng trong phòng tiếp khách của gia đình. Tượng phải được đặt trên đôn, trên kỷ, trên kệ, cao ngang tầm mắt, theo hướng mặt tượng nhìn ra cửa chính. Điểm tựa sau lưng tượng phải là vách tường chắc chắn. Nên đặt tượng ở những cung tốt, nhiều vượng khí trong nhà. Các bác hết sức lưu ý, tuyệt đối không đặt tượng ông Thọ Đào xuống dưới đất, dưới sàn nhà. Không được đặt tượng trong phòng ăn, phòng bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh hay phòng tắm. Và để có giá tốt nhất cho tuyệt phẩm tượng ông Thọ Đào gỗ nu sụn chắc Gia Lai quý hiếm, các bác vui lòng liên hệ đến shop qua 3 số điện thoại Zalo là 0818 999 679 0982 212646 và 0849 838858, hoặc các bác truy cập vào website www.gomynghevip.com để đặt hàng. Nếu các bác ở Hà Nội, shop trân trọng mời các bác ghé thăm gian hàng của shop để uống trà và xem trực tiếp sản phẩm tại địa chỉ số 115A Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.
Ngoài các sản phẩm tượng gỗ mỹ nghệ, tượng gỗ phong thủy được giới thiệu trên kênh YouTube, trên website Gỗ Mỹ Nghệ VIP, xuất nhận chế tác gia công các sản phẩm tượng gỗ khác theo yêu cầu riêng của khách. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của shop ngày hôm nay. Các bác hãy like, share video và đăng ký kênh YouTube Gỗ Mỹ Nghệ VIP để ủng hộ cho shop. Sau khi đăng ký kênh, các bác nhớ nhấn vào tín hiệu hình chuông ở phía bên dưới để luôn cập nhật thông báo các video mới nhất và hay nhất từ shop. Chúc các bác luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.